phiên thì đã đón nhận được sắc xanh bao trùm. Chỉ số Dow Jones và S&P 500 thì tăng khoảng 2%. Nasdaq tăng gần 6% sau thông tin là một loại thuốc do công ty dược phẩm Gilead Sciences phát triển đã cho kết quả tích cực trong việc điều trị COVID-19. Theo đó thì hầu hết những cái bệnh nhân mà nhiễm SARS-CoV-2 được Đại học Y khoa Chicago điều trị thử nghiệm bằng cái loại thuốc là Remdesivir do Gilead phát triển đang phục hồi nhanh chóng và được xuất viện chỉ trong chưa đầy một tuần. Trong nỗ lực nhằm trấn an các thị trường đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thì Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho biết là sẽ tạm thời hạ thấp các yêu cầu về lượng vốn mà các ngân hàng phải dành ra để mà ứng phó với những cái rủi ro ngoài thị trường. Trong thông báo thì ECB nêu rõ rằng với quyết định này thì ECB đang ứng phó với sự bất ổn ở mức cao bất